Hôm nay nói các bạn một cái vấn đề như sau. Có một bạn chứng minh, bạn chứng minh là 2 bằng 0. Đấy. Thì bạn chứng minh như sau. Thế thì bạn biết là 2 căn của 1 bằng căn của 1. Ok. Ở đây biến thành là một bình phương. Đây một bình phương. Tiếp tục căn của một bình phương. Một bình phương là bằng căn của trừ một bình phương. Và khai căn thì ở đây là một, còn bên này là trừ một. Đấy. Bây giờ cộng hai vế, một hai vế thì ta sẽ có là 2. 1 cộng 1 bằng 2. Trừ 1 cộng 1 bằng 0. Đấy. Vậy thì cái suy luận này các bạn thấy đã hợp lý chưa? Còn điều sai thì sai ở đâu?